Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Tiệm bánh mì và bánh bao, Bao and Baguette, 714-617-5611. Thưa quý vị, hãng hàng không Mỹ đã hủy 115 chuyến bay mỗi ngày bởi vì Boeing 737 MAX. Hãng hàng không Mỹ American Airlines hôm qua đã thông báo sẽ duy trì lệnh ngừng bay với Boeing 737 MAX cho tới ngày 19 tháng 8 và kéo dài thêm 2 tháng nữa so với dự kiến ban đầu. Quyết định này đã khiến cho American Airlines phải hủy tới 115 chuyến bay mỗi ngày trong những tháng tới. Chúng tôi tin tưởng dòng Boeing 737 MAX sẽ được tái chứng nhận vào ngày 19 tháng 8. Việc kéo dài lệnh ngừng bay sẽ giúp chúng tôi lên kế hoạch kỹ hơn trong giai đoạn cao điểm, đồng thời mang đến sự tin tưởng cho khách hàng cũng như nhân viên. Chúng tôi sẽ đưa phi đội 737 MAX trở lại hoạt động ngay khi chúng tôi được chứng nhận an toàn, Chủ tịch American Airlines đã phát biểu. American Airlines là một trong những hãng hàng không lớn nhất nước Mỹ và đang sở hữu phi đội là 24 chiếc 737 MAX. Dòng 737 MAX bị cấm bay trên toàn thế giới từ ngày 13 tháng 3 do tai nạn máy bay Ethiopia đã làm cho 157 người thiệt mạng. Đây là tai nạn thảm khốc thứ hai liên quan đến máy bay 737 MAX 8 trong chưa đầy 5 tháng. Sau vụ rơi máy bay, Lion Air đã khiến cho 189 người chết ở Indonesia. Hệ thống tăng cường tính năng điều khiển bay, gọi tắt là MCAS, đã bị nghi là nguyên nhân dẫn đến thảm kịch. Boeing hồi đầu tháng 4 đã công bố ảnh giám đốc điều hành tham gia bay thử nghiệm trên chiếc 737 MAX đã được nâng cấp phần mềm và MCAS, nhưng Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA không phê duyệt bản cập nhật này. Kính thưa quý vị, trong lúc đó, thì Tổng thống Donald Trump đã thuyết lời tuyên bố với Boeing vào thứ Hai về chiếc máy bay 737 MAX 8 và họ nói, chính ngày Tổng thống đã nói sau vụ tai nạn chết người đã khiến các tà các hàng hăng không thể hạ cánh máy bay được. Tổng thống Trump nói thêm, không có sản phẩm nào phải chịu đựng như thế này. Nhưng một lần nữa, tôi biết cái quái gì về cái sự kiện này. Đó là lời của ông tweet ở trên trang cái trang tweet của ông. Ông Trump, người sở hữu hãng hàng không Trump Shooter vào năm 1989 đến năm 1982. Chắc quý vị biết trong quá khứ, Tổng thống Trump đã có một cái hãng máy bay gọi là Trump Shooter. Và trước đó ông đã phát sóng cái quan điểm của ông về ngành hàng không tai ương của Boeing qua cái trang tweet của ông. Ông nói rằng anh em đã nhận ra được sự phức tạp của công nghệ này, máy bay hiện đại sau vụ tai nạn chết người thứ hai của Boeing ở Ethiopia qua chiếc máy bay 737 MAX 8. Và ông đã nói rằng máy bay đang trở nên quá phức tạp để bay. Phi công không còn nằm trong danh sách cần thiết nữa mà các nhà khoa học đã chế máy tính MIT. Và kính thưa quý vị, tôi thấy nó mọi lúc trong nhiều sản phẩm. Ngay cả Tổng thống Donald Trump, ông cũng không mấy hài lòng về vấn đề gọi là kỹ nghệ hóa tối đa việc máy bay. Và có thể nói đây là một trong những gọi là nguyên nhân gây nên thảm kịch máy bay MAX 737, 737 MAX 8, thưa Xuân Quỳnh. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo thì không biết là ai là người được cho là người phụ nữ quyền lực nhất trong lịch sử chính trị của Mỹ à? Và trong lịch sử chính trị của Mỹ thì đến bây giờ chưa có một người nào có thể nói có trong tay quyền lực chính trị tối cao như Tổng thống Donald Trump, vì chưa có một người nào đảm nhiệm chức vụ Tổng thống của Hoa Kỳ, cũng chưa có một người phụ nữ nào mà có thể nói rằng là đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng thống luôn nữa. Tuy nhiên, bà Nancy Pelosi là người phụ nữ quyền lực nhất trong cái lịch sử của chính trị của Hoa Kỳ đến ngày hôm nay, vì bà ta đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hạ viện không chỉ có một lần mà lại là hai lần. Và biệt danh của Tổng thống George W. Bush cho rằng bà là người số 3 vì cái chức vụ của bà ở vào cái vị trí thứ 3 có thể thay thế khi Tổng thống và Phó Tổng thống phải ra đi không điều hành chức vụ Tổng thống được. Dưới sự lãnh đạo của bà năm ngoái thì Đảng Dân Chủ đã giành lại quyền kiểm soát Hạ viện, là một người theo trường phái Liberal, tuy nhiên là tự do ở San Francisco, hiện là tiếng nói của Đảng Dân Chủ, và bà là nhà phê bình chính của Tổng thống Donald Trump. Bà ấy cũng theo dõi chặt chẽ ít nhất 6 ủy ban của Hạ viện về vấn đề điều tra Tổng thống, và bà ấy cũng đang bức xúc để phát hành với tất cả các người gọi là liên quan đến bản báo cáo của ông Mueller chưa được đầy đủ.
Bà Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã nói với phóng viên Lizzy Strassi trong một cái chương trình của kênh CBS. Bà nói rằng báo cáo của ông Robert Mueller nói về cuộc tấn công vào cuộc bầu cử của chúng tôi bởi một chính phủ nước ngoài, và chúng tôi muốn biết về điều đó. Chúng tôi muốn biết về điều đó, về khả năng để có thể chúng tôi có khả năng ngăn chặn nó xa hơn. Vì vậy thậm chí nó còn lớn hơn cả Tổng thống Donald Trump. Bà đã nói rằng bà không tin tưởng gì với tất cả những sự kiện liên quan đến vấn đề ông Bộ trưởng Tư pháp William Barr. Bà Nancy Pelosi trong một cuộc phỏng vấn 60 phút vào năm 2019 thì bà đã cho biết rằng khi gặp một câu hỏi bà có nghĩ rằng ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp đang che đậy bất cứ điều gì không, thì bà Nancy Pelosi đã cho biết tôi không có ý kiến gì, tôi không có ý kiến, nhưng ông ta có thể minh oan, nhưng tôi không biết điều liệu ông ta có che đậy điều gì không. Không có sử dụng cuộc thảo luận đó, tất cả những gì chúng ta đang cần là xem bản báo cáo nguyên thủy của Robert Mueller. Thế đến khi phóng viên Strassi đã hỏi yêu cầu khai thuế của Tổng thống thì như thế nào, bà Nancy Pelosi đã trả lời không cần phải mất thời gì nhiều thời gian cho Tổng thống. Ông nói là rằng ông đang được kiểm toán khi tôi, nghĩa là bây giờ Tổng thống đang ở trong cái tình trạng là sổ sách về thuế của ông. Khi tôi đang ở tại San Francisco, ở tại một cái tiệm ăn có tên là Martin Luther King, thì một trong những người phục vụ ở đó đã nói với tôi, thưa bà House Speaker, khi Tổng thống nói rằng báo cáo của Bob Mueller sẽ diễn ra quá lâu như kiểm toán của bạn, thì bà sẽ trả lời như thế nào? Bà ấy đã nói rằng chúng tôi đã có 100 ngày diễn giả, và gần đây bà đã gọi cho Tổng thống để yêu cầu một cuộc họp về cơ sở hạ tầng, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy tình trạng bế tắc sẽ gây khó khăn trong quốc nội được giải quyết. Và đồng thời một trong những sự kiện được ký giả báo chí hỏi rằng bà đã thấy tất cả những cái công việc của bà làm phần lớn là đều bị đóng ngoặc và đóng dấu ở tại Thượng viện. Thì như thế nào? Bà nói đó là việc hành xử của Thượng viện và chúng tôi chỉ đảm trách được tất cả những gì diễn ra ở tại Hạ viện. Kính thưa quý vị, trong thời gian gần đây, những phút còn lại của chương trình hôm nay, quý vị cho phép chúng tôi gửi đến một trong những sự kiện liên quan đến một trong những vấn đề mà cộng đồng người ta, chúng ta đang bàn tán rất sôi nổi. Kính thưa quý vị, đó là vấn đề chôn cất anh Lý Tống ở nơi nào, và những sự kiện liên quan đến vấn đề chôn cất đó đã có làm cho chúng ta hài lòng hay không. Quý vị theo dõi một trong những phóng sự đặc biệt cặp cà phê sáng chúng tôi tại Nghĩa Trang ở ngoài trên đường Big Family, trên đường Bix, và có là Nghĩa Trang Big Family. Mời quý vị theo dõi. Và hiện tại Nina đang đứng tại Nghĩa Trang Quân đội của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, do Hội Liên Hội Cựu Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa thành lập. Và giống như quý vị thấy thì nguyên một mảnh đất rất là lớn. Hiện tại giờ thì rất khó để mà kiếm 2 cho tới 3 phần đất có thể kề liền với nhau để chỗ yên nghỉ của anh Lý Tống có thể rộng rãi hơn, để mọi người hâm mộ và ngưỡng mộ anh có thể đến thăm viếng anh hàng ngày. Và bên cạnh đó, theo thông tin chúng tôi được biết thì Liên Hội Cựu Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa cũng có nhã ý sẽ nhường một lô đất cho anh Lý Tống, nhưng theo lời của các vị không quân ở San Diego cũng giống như là gia đình của anh Lý Tống, thì mong muốn của họ là về cuối đời của anh Lý Tống có một nơi an nghỉ mà chúng ta có thể ghé thăm. Thì một cái việc mà khi mà đi kiếm lô đất ở một cái khu đông đảo người Việt của chúng ta ở đây là một cái việc rất là khó, kính thưa quý vị. Và ngày hôm nay thì quý vị cũng thấy là nơi khu Nghĩa Trang Quân đội của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta hiện tại giờ đã rất còn rất là ít những cái lô đất trống, mà những cái lô đất đã san sát với nhau, nên thành ra khó có thể tìm được 2 hoặc là 3 lô đất để mà chúng ta có thể làm một cái mộ phần giống như ý nguyện của gia đình anh Lý Tống. Kính thưa quý vị, sáng nay thì chắc là chúng tôi sẽ gửi đến quý vị tất cả những tin tức liên quan đến đám tang anh Lý Tống sẽ được diễn ra vào ngày 20-21 tại Orange County. Như quý vị biết, hình ảnh ở đây, chính nơi này sẽ là nơi chôn cất anh Lý Tống. Đây là nằm ở trong khu vực Nghĩa Trang Suối Tiên. Đây là hình ảnh mà quý vị sẽ thấy rõ ràng toàn bộ 18 lô đất sẽ được sử dụng để chôn cất anh Lý Tống vào ngày 21 tháng 4 năm 2019.
Thưa ông Hoàng Kiều, là trong những cái thời gian gần đây thì có rất là nhiều những cái nguồn dư luận được biết là khi mà ông mua một cái lô 18 lô đất tại công viên Suối Tiên đã gây một cái sự chia rẽ không nhỏ trong hội cựu chiến binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, khi mà họ cũng có nhã ý là mua hai phần đất ở bên nghĩa trang quân đội, thì theo ông nghĩ như thế nào? Vâng, tôi thưa với cô, tôi rất buồn khi tôi hỏi cô một cái đám tang như vậy, biết bao nhiêu là cái vòng hoa, chỉ mua 2 cái lô đất mà do cái ông gì đó, ông Lập, ông giới thiệu, ông là cũng là cựu chiến binh không quân, ông biểu chúng tôi tới cái 2 khu đất đó. Tôi hỏi cô với một cái đám tang như vậy có được bao nhiêu người ngồi đứng, và không có được, trên cái mộ phần là không có được tổ chức cái gì cả. Đã. Và đồng thời chúng tôi rất buồn cái chỗ là chúng tôi đến đây lúc 10 giờ sáng, đấy có cụ Thế Hòa đây, bởi vì cụ Thế Hòa biểu tôi có ông Lập lo rồi. Tôi tới tôi gặp ông Lập, khi ông Lập mà dẫn tôi đi đây đi đó suốt 3 tiếng đồng hồ, tôi bực lắm, là coi như từ cái chỗ đó rồi tôi nói không có chỗ riêng biệt như vậy. Cô thấy cái chỗ này chưa, nó hoành tráng, nó không có ai hết, hiểu chưa? Rồi tôi đi tới một cái chỗ khác, chỗ đó nói 3 tháng sau mới có. Rồi tôi đi chỗ ông dẫn tới thuyền nhân, tôi đồng ý tới chỗ khu thuyền nhân, tới khu thuyền nhân không có biết cái nào hết, không có đủ, không phải đủ chỗ, ông không cho biết cái chỗ nào là chôn được, cái chỗ nào là không chôn được. Tôi mới nổi rồi, bực lên, tôi mới nhờ ông Phát Bùi đâu rồi, ông chạy đi đâu rồi, sợ cái gì mà phải trốn, hiểu chưa? Nói ông Phát Bùi đứng vào đây đấy chứ, đúng ông sợ, ông cứ trườn mặt ra cho tôi. Ông Phát Bùi mới nhờ cái ông Thạch Hoàng, ông Thạch Hoàng là ông có cái văn phòng ngoài kia, ông mới giới thiệu tôi mới tìm được ông Thạch Hoàng, ông mới tìm được cái khu này. Cô thấy cái khu này là cái khu linh thiêng rất là đẹp, cái bản đồ Việt Nam ở đây, cái những cái phong cảnh coi như là ở đây. Rồi khi tôi mua cái khu này thì tụi tôi rất là khó khăn, là bởi vì ông Thạch Hoàng ông nói thôi bây giờ bởi vì anh đã đi với ông Lập rồi thì thôi anh mua cái lô chết đi, còn tôi mua lô sống, 18, 17 lô sống, ông này mua lô chết. Tôi đồng ý, tôi để cho ông đi mua chết. Tới khi đi gặp ông Lập thì không có được, và ông Lập sẽ đưa lên cái cấp cao hơn. Lúc đó tôi không biết thằng Sơn, nếu tôi biết thằng Sơn thì tôi đi thẳng tới Sơn rồi. Tôi phải gặp qua ông Lập, rồi qua một cái tớp khác nữa. Thành thử vì vậy tôi rất buồn sau khi ông Lập mà đưa cái tin đó ra. Cô biết ai không? Ông Ngô Kỷ. Tôi tìm được rồi, ông Ngô Kỷ bảo tôi là cộng sản, chia rẽ cộng đồng, chẳng những chia rẽ cộng đồng mà chia rẽ quân đội. Tôi hỏi